Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 141, biến cố. Chu đại nhân, Bùi Tiếu cười gằn, người mặc áo đen tập kích ta trong rừng cây ở Đại Tề là người của ngươi phải không? Vẻ mặt Chu Dã lúc này tựa như bị người ta nện một búa. Vì sao muốn ám sát ta? Ta có thù oán gì với Chu đại nhân sao? Chẳng lẽ... Ánh mắt Bùi Tiếu tiến về phía trước vài tấc, còn mang theo sự lạnh lẽo, cười. Chu đại nhân sợ ta tìm được cha con Ngô Quan Nguyệt ư? Ta rất tò mò, về quan phụ mẫu như Chu đại nhân lại nuôi một đám sát thủ hắc y làm gì? Ta càng tò mò, Chu đại nhân rốt cuộc là người Hoa Quốc, hay là người Đại Tề? Một chữ cuối cùng rơi xuống, ánh trăng đột nhiên từ trong mây đen rẫy ra, chiếu vào trong viện. Trong viện yên tĩnh như chết. Trên đời này, giữa bạn bè có hai cách chung sống. Loại thứ nhất là dùng trái tim đổi lấy trái tim. Loại thứ hai là dùng bí mật đổi lấy bí mật. Trên đời này, giữa kẻ địch cũng có hai cách sống. Loại thứ nhất là ngươi chết ta sống, không chết không thôi. Loại thứ hai là biến chiến tranh thành tơ lụa. Bùi Tiếu khẽ thở ra một hơi. Chu đại nhân, lấy bỏ thế nào, tự ngươi suy nghĩ một chút đi. Chu Dã lấy khăn trong tay áo ra lau chùi từng ngón tay. Cuối cùng khi ngón tay cuối cùng lau xong, hắn hời hợt nói. Bùi đại nhân có chứng cứ gì chứng minh người áo đen là ta phái đi? Bởi vì... Bùi Tiếu nhíu mày. Ngươi chính là một trong những người mặc áo đen. Chẳng lẽ Bùi đại nhân đã từng thử thân thủ của ta sao? Chu Dã. À. Một tiếng, dường như hiểu ra. Xem ra người mặc áo đen tập kích ta hôm qua là do Bùi đại nhân ngươi phái tới nhỉ? Nếu như ngày thường, thì Bùi Tiếu đã vỗ bàn, tức giận mắng một câu, đến nước này, người con bà nó còn giả ngu với ông hả? Nhưng giờ phút này, hắn cố nén tức giận, khẽ cười âm trầm. Không thử thì sao phát hiện Chu đại nhân có nhiều bí mật không muốn người khác biết như vậy? Chu Dã ném khăn, chậm rãi đứng lên. Hắn vừa động đậy, ba người Lý Bất Ngôn canh giữ ngoài viện lập tức cảnh giác, đồng loạt xoay người, nhìn Chu Dã không chớp mắt. Chu Dã nhìn lại ba người bọn họ thì lắc đầu, lại lắc đầu, sau đó thở dài một hơi. Nếu là bí mật, vậy thì không thể để người khác biết. Không hay rồi. Tạ Chi Phi nghe đến đó, đột nhiên biến sắc, vội đưa tay mò đạn tín hiệu trong lòng. Nhưng mà hắn đã nhanh, Chu Dã còn nhanh hơn hắn, bay lên đá ngã cái bàn. Cái bàn kia giống như có mắt, đập thẳng về phía Tạ Chi Phi, Tạ Chi Phi bị ngã trên mặt đất, chân thật cảm nhận sự đau đớn của việc. Có tảng đá lớn đập vào ngực. Biến cố xảy ra ngay trong giây lát. Lý Bất Ngôn canh giữ ở cạnh cửa chợt tung người vào lúc Chu Dã đá ra một cước kia. Lý Bất Ngôn và Hoàng Kỳ đi thẳng đến chỗ Chu Dã. Chu Thanh thì tung người nhào tới bên cạnh Tạ Chi Phi đá văng cái bàn kia ra. Ra sao rồi? Tạ Chi Phi chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đào lộn rồi, vừa nhịn đau vừa đưa tay sờ đạn tín hiệu kia, ánh mắt còn thuận thế nâng lên. Chỉ liếc mắt một cái, tất cả động tác của hắn trong nháy mắt dừng lại. Trong sự hỗn độn đó, Yến Tam Hợp và Chu Dã đã đứng với nhau một trước một sau. Trong tay Chu Dã có thêm một con dao găm, mà con dao găm sáng loáng đó đang đặt trên cổ Yến Tam Hợp. Tạ Chi Phi thấy rõ màn này thì ánh mắt giống như một con dã thú điên cuồng, kẻ càng giống dã thú hơn hắn nữa là Lý Bất Ngôn. Lý Bất Ngôn đứng cách hai người chỉ có một bước. Khốn kiếp! Suýt nữa thì đã ra tay chắn trước mặt Yến Tam Hợp trước khi Chu Dã ra tay rồi. Bùi Tiếu lúc nãy bị dẫm lên viên thịt rồi trượt một cái, bây giờ đang gian nan bò dậy. Còn chưa đứng vững thì sắc mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy. Tình huống gì đây, ta mới ngã ra một cái mà tình thế đã dịch chuyển khôn lường thế này rồi sao? Bùi Tiếu run môi nhìn Tạ Chi Phi, huynh đệ, làm sao bây giờ? Tạ Chi Phi nghiến răng, lắc đầu, không biết. Bùi Tiếu sốt ruột muốn điên lên, đừng con bà nó nói với ông đây không biết, mau nghĩ cách lẹ đi. Tạ Chi Phi trừng mắt, tên khốn, còn nghĩ gì nữa, bảo vệ Yến Tam Hợp trước đi đã. Chu Dã hứng thú nhìn mấy người trước mắt, thậm chí còn kiêu ngạo. Chợt, một tiếng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Tạ Chi Phi. Hắn hơi đè dao gặm xuống, máu theo cổ Yến Tam Hợp chảy xuống. Tạ Chi Phi đột nhiên cảm thấy ngực mình đau nhức, không chút suy nghĩ. Đã ném đạn tín hiệu trong lòng xuống đất, sau đó giơ hai tay lên. Đừng đả thương nàng, hết thảy đều có thể thương lượng, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Các ngươi thì sao? Ánh mắt Chu Dã lướt qua đám người Lý Bất Ngôn. Lý Bất Ngôn nhìn Yến Tam Hợp thật lâu, quyết đoán ném nhuyễn kiếm trong tay xuống đất. Chu Thanh và Hoàng Kỳ cũng học theo. Binh khí rơi xuống đất, trong viện bỗng nhiên có một đám người áo đen tràn vào, bao vây bọn họ. Khác với ngày trong rừng hôm đó là trên mặt bọn họ không có vải đen che mặt, gương mặt của từng người đều thấy rõ ràng. Những khuôn mặt này cũng không còn trẻ, ước chừng hơn 30 chưa đến 40 tuổi. Chu Dã quát to một tiếng. Trói tất cả bọn họ lại. Vâng. Người mặc áo đen từng cùng giao thủ với đám người này, ai có thân thủ tốt hay không họ đều biết. Lý Bất Ngôn, Chu Thanh, Hoàng Kỳ mỗi người một bó dây thừng, tay và chân bị trói chặt. Không đủ. Người mặc áo đen lại đưa ba người này đến bên cạnh vại nước, dùng dây thừng trói bọn họ lại với vại nước. Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu thì bị trói trên ghế thái sư. Ghế thái sư làm bằng gỗ hoa lê, đừng nói cõng lên chảy, có muốn đứng lên thôi cũng đủ gian nan rồi. Sau khi trói hết thì Chu Dã buông đao xuống, đưa tay đẩy Yến Tam Hợp qua. Yến Tam Hợp lảo đảo vài bước mới đứng vững. Không ai đến trói nàng. Chu Dã ven áo ngồi xuống ghế thái sư, cổ tay khẽ ném một cái, thành dao gặm vững vàng đâm vào khe hở hai khối gạch xanh dưới chân Yến Tam Hợp. Yến cô nương. Yến Tam Hợp cứng ngắc xoay người. Người mặc áo đưa đạn tín hiệu tới trên tay Chu Dã, Chu Dã lật qua lật lại nhìn vài lần. Làm phiền giải thích một chút đạn tín hiệu này có tác dụng gì đi. Ngươi đoán xem. Đến mức này rồi nhưng Yến Tam Hợp lại rất bình tĩnh. Ngàn tính vạn tính, chính là không tính đến thân thủ của Chu Dã lại cao hơn Lý Bất Ngôn và Chu Thanh. Lần giao phong trong rừng cây nhỏ kia, hắn căn bản chẳng sử dụng đến 6 phần sức lực. Ta đoán. Chu Dã nheo mắt. Nửa dặm bên ngoài có mai phục một đám võ tăng Quan Âm Thiền Tự nhỉ. Yến Tam Hợp. Xem ra Chu đại nhân rất thông minh mà. Chu Dã được khen ngợi thì nở nụ cười. Yến Tam Hợp đột nhiên phát hiện khuôn mặt bình thản không có gì lạ của Chu Dã cười rộ lên, rất có mùi vị nam nhân, giống như cả khuôn mặt đều có hào quang vậy. Vậy phiền Yến cô nương giải thích cho người thông minh này một chút, phải làm thế nào mới có thể khiến những võ tăng kia trở về? Không về được. Ồ, đạn tín hiệu là để cho bọn họ lập tức chạy tới, 2 canh giờ sau nếu chúng ta không ra được thì bọn họ cũng sẽ chạy tới. Yến Tam Hợp chỉ về phía bọn Tạ Chi Phi. Nhặt xác cho mấy người chúng ta. Lời này chẳng khác nào đang khiêu khích Chu Dã, chúng ta chết, ngươi cũng chạy không thoát, muốn đồng quy vô tận thì cứ việc đến. Chu Dã lại hờ hững cười. A Cường, vâng. A Cường đi trước mặt Bùi Tiếu, chậm rãi ngồi xổm xuống. Bùi Tiếu sợ tới mức sắc mặt tái mét. Hắn muốn làm gì? Chương 142, sinh cơ. Bùi Tiếu hồn phi phách tán, vì muốn thêm can đảm mà cố ý chửi ầm lên. Con bà nó ngươi muốn làm gì, cách lão tử xa một chút, cút ngay. A Cường như không nghe thấy tiếng mắng, đưa tay vào trong lòng Bùi Tiếu, vội móc ra một dấu quan. Chu Dã cũng lấy ra quan ấn của mình ra ném đi. A Cường vội nhận lấy, sau đó không nói lời nào rời khỏi viện. Yến cô nương, ngươi nói những võ tăng kia nhìn thấy quan ấn của Bùi đại nhân, lại nhìn thấy quan ấn của ta thì sẽ có phản ứng gì? Ngay lúc này, sự thán phục của Yến Tam Hợp đối với hắn không có cách nào để hình dung được. Thật sự rất thông minh. Hai quan ấn lại thêm một câu, Bùi đại nhân phát hiện hắn nghi oan cho Chu đại nhân, bây giờ hai người đã hóa địch thành bạn, nơi này không cần các ngươi nữa, mau trở về đi. Các võ tăng vốn không muốn tham gia tranh đấu với quan trường, hẳn cũng sẽ không hỏi nhiều một câu mà trực tiếp phủi mông rời đi. Mà võ tăng một khi rời đi, 6 người bọn họ, không biết sẽ chết như thế nào đây. Yến Tam Hợp nheo mắt lại, nhìn Chu Dã trước mặt, trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng lúc nàng và Yến Hành đánh cờ. Hai biên giới Sở Hán, phong vân nổi lên. Yến Hành đi một nước hoa tâm xa. Tướng quân. Yến Tam Hợp im lặng nửa ngày. Ta thua, con à. Yến Hành cầm lấy cờ của nàng. Không đến một khắc cuối cùng thì đừng dễ dàng nhận thua, con xem. Nói rồi ông đi một nước bình phong mã. Sinh cơ. Yến Tam Hợp dùng sức lắc lắc đầu, trong đầu rõ ràng nảy lên 3 ý niệm. Kề dao lên cổ người khác, nên là chuyện Yến Tam Hợp ta làm, đây là một ý niệm đầu tiên. Thắp nén hương đầu, Bồ Tát lại không phù hộ ta, là Tạ Phong Lưu đốt hương không thành tâm, hay là Bồ Tát chỉ nhận hương, không làm việc, đây là ý niệm thứ 2. Ván cờ này, phải phá như thế nào đây, đây là ý niệm thứ 3, cũng là điểm quan trọng nhất trong đầu. Mà đúng lúc này, Chu Dã đã chắp tay đi tới bên cạnh nàng, khom lưng rút dao găm trên mặt đất lên, giọng nói âm trầm thấp. Yến cô nương, chọn cách chết đi. Yến Tam Hợp cười gằn. Chết, còn có thể chọn sao? Có thể. Chu Dã. Là một kiếm xuyên cổ hay là thiên đao vạn quả, thạch tín độc tử hay là dây thừng lụa trắng, là chết trước bọn họ, hay là chết sau bọn họ? Muội muội ngươi, muốn giết thì giết, muốn dóc thì dóc, nói nhảm cái gì nữa hả? Lý Bất Ngôn đột nhiên mắng. Bà đây hận nhất là mấy đứa rong dài làm bộ làm tịch. Đến đây, bà đây chết đầu tiên, ai không động thủ thì là con chó. Hoàng Kỳ bên cạnh nàng sợ tới mức tái mặt, bà cô ơi, người điên rồi sao? Chu Thanh thì sóng mắt khẽ động, hay lắm, nàng ta là đang hộ chủ. Sắc mặt Chu Dã tái mét, cầm dao găm đi về phía Lý Bất Ngôn. Yến Tam Hợp sượng tóc gáy. Nàng quay phắt người, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lý Bất Ngôn, chất lỏng trong mạch máu không phải vì cảm động mà sôi trào thiêu đốt, mà vì nàng thấy được một đường sinh cơ. Lý Bất Ngôn nói đúng. Lắm lời để làm gì? Chuyện đến mức này rồi, nếu Chu Dã không lập tức giết bọn họ, thì còn chờ ngày giờ hoàng đạo gì nữa. Với lại, hắn bảo thuộc hạ cầm quan ấn hai bên đi gặp võ tăng, hắn chẳng lẽ không sợ Tam gia và võ tăng có ám hiệu ước định đặc biệt gì sao? Với lại, hắn trói tất cả mọi người lại, chỉ không trói mình, mà mình rõ ràng mới là người hóa niệm giải ma, cũng có thể là người nguy hiểm nhất. Giữa lúc sấm chớp đùng đùng, Yến Tam Hợp đột nhiên nghĩ tới đám người mặc áo đen trong rừng cây nhỏ một kích mà lui. Nghĩ tới rượu không thêm bất cứ thứ gì. Không đúng. Nhất định có chỗ nào đó không đúng. Trong hư không chợt có hai mảnh ghép nổi lên, răng rắc nối liền với nhau. Chỗ nối liền hai mảnh nổi, có chỗ kín kẽ, có chỗ đầu trâu không khớp với miệng ngựa, căn bản không khép lại được. Nhưng thì sao chứ? Người ta cũng đã dùng một chiêu. Hoa tâm sa. Tướng quân rồi. Bình phong mã. Của mình cũng chỉ có thể đi một bước, xem một bước thôi. Dù sao, có tệ hơn nữa thì chẳng thể tệ hơn bây giờ được nữa, liều thôi. Yến Tam Hợp đột nhiên tiến lên, nắm lấy bàn tay đang cầm dao gặm của Chu Dã. Yến Tam Hợp. Lý Bất Ngôn sốt ruột. Ngươi làm gì vậy? Không làm gì cả. Yến Tam Hợp nói rất nhanh. Ta chỉ muốn hỏi Chu đại nhân một câu, ngươi hao hết tâm tư, từng bước dẫn chúng ta tới nơi này là vì điều gì? Từng câu từng chữ giống như sấm sét rơi vào trong tai mỗi người. Hai mắt Bùi Tiếu trừng lớn, huynh đệ, nàng vừa mới nói cái gì thế? Người có nghe không? Tim Tạ Chi Phi đập thình thịch, ta không điếc. Chu Dã cúi đầu, không dám tin nhìn Tam Hợp. Yến Tam Hợp hất cằm về phía hắn. Chu đại nhân hao hết tâm tư, từng bước dẫn chúng ta tới nơi này, hẳn là có mưu đồ. Hai câu nói, câu trước một chữ cũng không thay đổi, nhưng ý tứ phía sau thì lại hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là chuyện gì, nghĩa là đang hỏi. Có mưu đồ, thì là khẳng định, cũng là câu trả lời cho câu hỏi phía trước. Từ góc độ này của Tạ Chi Phi, vừa vặn có thể nhìn thấy bàn tay Yến Tam Hợp buông xuống một bên, bàn tay kia thon dài tái nhợt, ngón cái và ngón trỏ vô ý thức vân vê từng chút một. Tim hắn nảy lên một cái, đồng thời cũng không khỏi căng thẳng cho Yến Tam Hợp. Nhà đầu này, cũng không nắm chắc. Chu Dã khẽ giãy tay ra, rất hứng thú đánh giá Yến Tam Hợp. Yến cô nương, chẳng lẽ ngươi có chứng hoang tưởng gì? Ta dẫn các ngươi đến, vì sao ta phải dẫn các ngươi đến? Hỏi hay lắm. Yến Tam Hợp chỉ vào chiếc đèn cung đình bên cạnh. Lần đầu tiên ta nhìn thấy thứ này, là ở Tạ phủ, đi một đường, nhìn một đường, thật sự rất đẹp. Cũng đắt lắm nhỉ. Ngón tay nàng rẽ một cái, chỉ về phía chính đường. Một gốc hoàng hoa lê phải tốn bao nhiêu bạc đây? Ngón tay lại rẽ một cái, chỉ vào bầu rượu vỡ trên mặt đất. Hình vẽ trên này là từ bậc thầy nổi tiếng. Ánh mắt Yến Tam Hợp lạnh lẽo. Còn cần phải trộm 800 lượng bạc kia sao? Chu Dã giận tím mặt. Ngươi có chứng cứ gì, nói ta trộm 800 lượng của các ngươi? Lời ngươi vừa nói, chính là chứng cớ. Yến Tam Hợp cười gằn. Ta chỉ nói 800 lượng, không nói 800 lượng kia là của chúng ta, Chu đại nhân đang chột giả cái gì thế? Khuôn mặt già nua của Chu Dã trong nháy mắt đỏ lên, cũng cười gằn. Yến cô nương đang chơi chữ với ta sao? So ra vẫn kém Chu đại nhân ngươi nhiều lắm, áp dụng chuyện Khương Thái Công câu cá, nguyện người mắc câu thật sự rất mượt mà. Yến Tam Hợp, tiệm trà lạnh của ông lão kia, ngươi căn bản không cần ném cái túi nhỏ đựng bạc kia xuống. Đồng tử Tạ Chi Phi trong nháy mắt co rút lại mở rộng. Ngươi âm thầm uống trà xong, rồi nói chuyện phiếm giống như thường ngày với ông lão, thì đừng nói người, cho dù là quỷ thông minh cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Tạ Chi Phi thốt lên. Hắn cố ý ném túi tiền lại, còn cố ý bỏ 2 đồng tiền lên bàn rồi vội vàng rời đi, đúng là không ngừng cố ý nhỉ. Bùi Tiếu cả kinh, huynh đệ, ngươi nói gì nữa thế? Lông mày Tạ Chi Phi nhíu lại, huynh đệ, mau giúp nàng ta đi, đừng để nàng một mình chống đỡ. Yến Tam Hợp không nhanh không chậm liếc Tạ Chi Phi một cái, chậm rãi nói tiếp. Chu đại nhân như vậy là muốn để chúng ta sinh lòng nghi ngờ đối với ngươi phải không? Chương 143, Chi viện. Chu Dã khịt mũi khinh thường một tiếng. Hắn nhấc áo lên, thản nhiên ngồi xuống ghế thái sư, biểu cảm trên gương mặt như kiểu. Ta xem các ngươi còn sướng ra trò gì hay ho gì nữa. Chấm. Yến Tam Hợp, chúng ta tới tìm ngươi xin giấy thông hành, cần thư tay ngươi cũng rất sảng khoái đưa cho. Không chỉ cho, còn phái 8 thị vệ đưa cho chúng ta. Yến Tam Hợp, ngươi còn quên một chuyện. Tạ Chi Phi nhắc nhở. Trước khi hắn phái thị vệ còn cố ý nhắc nhở chúng ta, nước Đại Tề không yên ổn. Bùi Tiếu nhìn hai người này, giống như đột nhiên hiểu ra cái gì, cũng nói. Sau đó lại phái người mặc áo đen tập kích chúng ta, là vì sao? Yết hầu Chu Dã không tự chủ được mà lăn một cái, sắc mặt xanh đi. Yến Tam Hợp quay đầu nhìn người mặc áo đen xung quanh, lại nói. Những người đó tay chân công phu rất giỏi, cũng dùng sát chiêu, theo lý thì chúng ta không chết cũng phải trọng thương. Nhưng kỳ lạ là chúng ta chẳng bị một vết thương nhẹ nào, thế thì vì sao? Không đợi Chu Chi Phủ trả lời, Tạ Chi Phi cười gần nói. Bởi vì hắn đang thăm dò chúng ta. Nực cười. Ánh mắt Chu Dã nặng nề. Tại sao ta phải thăm dò các người? Lại là một câu hỏi hay. Yến Tam Hợp chắp tay sau lưng, to gan đi tới trước mặt Chu Dã. Ban đầu ta cũng không rõ, cho đến khi phát hiện ngươi là kẻ trộm bạc của chúng ta thì mới bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì ngươi đã sớm phát hiện thân phận của Tạ Chi Phi, bởi vì ngươi không tin chúng ta đi Đại Tề là vì tìm người thân. Vì thăm dò mục đích thực sự của chúng ta khi đi Đại Tề, lúc này ngươi mới phái ra người mặc áo đen ra chặn đường. Mà con người khi gặp phải nguy hiểm, thì sẽ có phản ứng chân thật nhất. Và các quyết định được đưa ra, thường là khó hiểu nhất. Yến Tam Hợp chợt nở nụ cười. Chúng ta vào nha môn chi phủ ở như ngươi mong muốn, sau đó đâm đầu vào cái bẫy ngươi đã sớm bố trí từ trước. Nói tới đây, nàng lại nhớ tới hai chuyện. Không chỉ có nàng nhớ tới mà Bùi Tiếu cùng Tạ Chi Phi cũng đều nhớ tới. Bùi Tiếu nghĩ thầm, ta còn mang theo 10 nha dịch đi Quan Âm Thiền Tự ép hỏi tung tích Ngô Quan Nguyệt. Trong những nha dịch này chắc hẳn là có người của Chu Dã hắn. Còn bà nó ở trong mắt Chu Dã, ta chính là một tên ngốc. Tạ Chi Phi nghĩ thầm, ta còn hăng hái bừng bừng mời nha dịch đến Câu Lan nghe nhạc. Trong chuyện này chỉ sợ cũng có tai mắt của Chu Dã. Còn bà nó ở trong mắt Chu Dã, ta chính là một tên ngốc. Mà Chu Dã tựa như một thợ săn lão luyện đứng đó, nhìn hai tên ngốc bọn họ nhảy qua nhảy lại trong bẫy, lăn qua lăn lại từ trên xuống dưới. Vì thế, chúng ta phái Chu Thanh đi dò xét ngược lại ngươi. Ánh mắt Yến Tam Hợp lại lạnh xuống. Với thân thủ của ngươi, bên cạnh lại có nhiều cao thủ như vậy, nếu như không muốn cho Chu Thanh phát hiện ngươi chính là người mặc áo đen kia thì ngươi căn bản sẽ không sử dụng chiêu thức bước lúi hắn trong rừng cây kia. Vừa dứt lời, Chu Thanh chỉ cảm thấy trước mắt tỏa sáng. Đúng rồi, là vì chiêu kia, hắn mới nghĩ tới trong đám người mặc áo đen có Chu Dã. Chu đại nhân, với địa vị hiện tại của ngươi, động mồm động miệng là được, căn bản không cần giả làm người mặc áo đen ra tay. Yến Tam Hợp, chậc, một tiếng, nghiêng đầu, nói. Nếu theo lý luận này, thì ta còn muốn nghi ngờ ông lão kia nữa. Tạ Chi Phi cười gằn. Ông lão kia nói rất nhiều, nhưng câu nào cũng trả lời đúng điểm mấy chốt, hơn nữa thời cơ lão xuất hiện đều rất trùng hợp. Cũng chính là bởi vì sự xuất hiện của ông lão kia nên ta mới nghĩ tới chuyện 800 lượng bạc mà ta đã sớm quên, rồi rời sự chú ý đến ngươi lại, nếu không. Yến Tam Hợp kéo dài giọng điệu. Ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới? Ai dám nghĩ tới? Ai cũng không nghĩ tới. Bùi Tiếu. Bởi vì Chu đại nhân làm quan quá tốt. Tốt đến mức một người thích soi mói bắt bẻ như ta cũng cảm thấy việc soi mói Chu đại nhân là một chuyện đầy tội lỗi. Chu Dã hờ hững nhìn Bùi Tiếu một cái, trong ánh mắt có cái gì chợt lóe lên. Yến Tam Hợp. Đúng rồi, trước khi chúng ta thăm dò ngươi thì còn làm một việc. Tạ Chi Phi. Ta mời huynh đệ trong nha môn uống một bữa rượu. Uống rượu thực ra chỉ là một cái cớ, chủ yếu là muốn hỏi thăm thái độ làm người của Chu đại nhân, nói vậy Chu đại nhân cũng có thể đã nhận được tin tức. Theo lập luận bình thường thì để đảm bảo an toàn, Chu đại nhân phải cách xa chúng ta ra mới được. Giọng nói của Yến Tam Hợp trở nên sắc bén. Nhưng Chu đại nhân lại không làm thế, còn lấy cớ công vụ bận rộn nghỉ ngơi ở nha môn, giống như đang chờ chúng ta tới cửa thăm dò vậy. Chu Dã rất thản nhiên, không chỉ thản nhiên, hắn có chút tán thưởng thở dài một câu. Câu chuyện này, bịa thật là đặc sắc, nếu câu chuyện đã đặc sắc như vậy, vậy Chu đại nhân... Yến Tam Hợp nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt của Chu Dã. Nói cho ta biết, ngươi từng bước đưa chúng ta tới đây có mục đích gì? Không có mục đích gì cả. Chu Dã đứng lên, rũ mắt nhìn Yến Tam Hợp. Hết thảy đều do các ngươi tự đoán mà thôi. Yến Tam Hợp gần từng chữ. Tuyệt đối không thể, trên đời này không có gì là không thể. Giọng Chu Dã lạnh như băng còn kèm theo sát khí, khiến cho lòng người không rét mà run. Những lời này đã để cho các ngươi sống thêm một khắc đồng hồ thời gian, và đây là lúc tiễn các ngươi lên đường, người đâu? Ngươi rốt cuộc có mối quan hệ gì với cha con Ngô Quan Nguyệt? Yến Tam Hợp bỗng nhiên vươn tay, lần nữa bắt lấy cánh tay Chu Dã. Chính xác, nàng liều mạng thôi, cùng lắm thì nồi dìm thuyền. Ngươi là thủ hạ của bọn họ, hay là thân nhân? Ngươi lăn lộn ở Hoa Quốc, leo đến chi phủ phủ Nam Ninh, ngồi trên đó tận 9 năm, là vì bảo vệ họ phải không? Bọn họ chắc chắn đang trốn ở một nơi nào đó trong căn nhà này, nói không chừng mỗi một câu ta nói, bọn họ đều có thể nghe thấy. Yến Tam Hợp khàn giọng hét lên. Ngô Quan Nguyệt, đừng làm ruột rụt đầu nữa, có gan thì cút ra đây cho ta. Khóe mắt Chu Dã giật giật, trong chớp mắt tiếp theo, sát khí như thủy triều xung quanh hắn trút xuống, dao găm trong tay hắn nhẹ nhàng lật lại. Lý Bất Ngôn máu xông lên đỉnh đầu. Tam Hợp, chạy mau. Tạ Chi Phi hồn phi phách tán. Yến Tam Hợp, chạy mau. Tim Bùi Tiếu muốn nhảy ra ngoài. Bà Đồng Yến, chạy mau. Có thể chạy đi đâu nữa chứ? Yến Tam Hợp đứng vững vàng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Chết thì chết thôi. Thật ra cô đã muốn chết từ lâu rồi. Bốp, bốp, bốp. Ba tiếng vỗ tay không nhẹ không nặng truyền đến, sát khí cả người Chu Dã trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. Yến Tam Hợp giật mình, mở to mắt. Trong ánh sáng lờ mờ, lão người hầu đẩy xe lăn đi vào trong viện, trong xe lăn có một người đang ngồi, người nọ mặc áo xanh, tóc đã bạc. Đèn cung đình phác họa hình dáng người nọ, cực kỳ gầy gò, cực kỳ già nua, cũng cực kỳ xuất chúng. Tựa như nhân vật chính trong kịch bản, chỉ một lần xuất hiện đã khiến cho người ta cảm thấy hắn là một người có rất nhiều câu chuyện. Là ngươi? Bùi Tiếu đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại chấn động. Ngươi là con trai? Người nọ. Ừ. Một tiếng, ánh mắt nhìn về phía người xa nhất. Ngươi còn trộm bạc của người khác nữa sao, A Dã? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 144, Thư Niên. Mặt Chu Dã đột nhiên đỏ lên, lắp bắp nói. Không tính là ăn trộm, bạc kia để ở trên ghế, ta chỉ thuận tay dắt dê thôi. Chủ thượng, ngươi đừng phạt Chu Dã ca, chúng ta. A Cường. Hai mắt Chu Dã trợn lên, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc. Câm miệng. A Cường. Người này không phải cầm quan ấn đi tìm các võ tăng rồi sao, sao lại đột nhiên xuất hiện rồi? 6 người đồng loạt há hốc mồm. Nhưng, còn có thứ khác càng làm cho bọn họ há hốc mồm hơn nữa. Chỉ thấy Chu Dã sải bước đi tới trước xe lăn, quỳ gối ngồi xổm xuống, dùng giọng nói rất nhẹ rất mềm mại nói. Ta bê ngươi qua bên kia ngồi, có được không? Người được xưng là chủ thượng vươn tay, sờ tóc Chu Dã, nói một chữ. Được. Chu Dã ôm người đặt vào trong ghế thái sư, lại sợ hắn ngồi không thoải mái, bèn vào trong phòng tìm một cái đệm gấm, đặt ở bên hông hắn. Người nọ ngồi thoải mái rồi, ánh mắt không nhìn Yến Tam Hợp mà hờ hững rơi vào trên đống lộn xộn kia. Chu Dã vội đưa mắt ra hiệu cho đám A Cường. Chỉ một lát sau, mớ lộn xộn đã được dọn dẹp, những viên đá xanh được lau chùi sạch sẽ, sáng bóng loáng dưới ánh đèn cung đình. Đào đãi khách như thế, thất lễ rồi. Người nọ quay qua nhìn Yến Tam Hợp cười xin lỗi, nếp nhăn trên khóe mắt khắc thật sâu. Yến Tam Hợp ngây ngốc đứng đó. Người này tuy có bề ngoài như bị thời gian xâm phạm, nhưng so với người ở dưới ngòi bút vẫn đẹp gấp mấy lần. Hắn đã đẹp như vậy rồi, vậy Ngô Quan Nguyệt thì sao? A Dã, cởi trói cho bọn họ. Xiêm y Bùi công tử, Tạ công tử bẩn rồi, lấy 2 bộ xiêm y cũ của ta đưa cho họ thay đi. Cho dù Yến Tam Hợp có một trái tim sắc bén, nhưng lúc này cũng bị mỗi lời nói cử chỉ của tên Chủ thượng, này làm cho bối rối. Chúng ta là tiên lễ hậu binh, bọn họ là tiên binh hậu lễ. Cô xoay người, sững sờ nhìn Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu, mới phát hiện gương mặt hai người này còn mơ hồ hơn cả cô. Người mặc áo đen cởi trói cho 5 người, lại có người đưa cho Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu hai bộ trường sam không cũ kỹ lắm. Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu liếc nhau, không nhiều lời mà đi vào trong phòng thay hai đồ. Xiêm y mặc trên người Bùi đại nhân thì vừa vặn, chỉ là tam gia thân hình cao lớn nên quần áo hơi siết chặt. Hắn là võ quan, không có chú ý như quan văn, dứt khoát thoải mái ra ngoài. Tầm mắt mọi người đều liếc về phía hắn, chỉ có Yến Tam Hợp là không, sự chú ý của nàng toàn bộ đều đặt hết lên người nọ rồi. Cô đánh bạo đi lên phía trước, gọi hết tên họ của người nọ. Ngô Thư Niên. Người nọ gật đầu, mục không bồi phất sứ, mộng đoàn bộc Thư Niên. Yến Tam Hợp nghĩ. Nhân vật cô trung bí, thần sơn phản dị tiên. Sao trích từ bài. Khốc mật thư bằng chỉ sở. Bày tỏ tình cảm thương tiếc của tác giả đối với thư ký Bành Chỉ. Bành Chỉ là một nhân vật cô độc mà bí ẩn, tinh thần của hắn vượt qua trói buộc của trần thế, trở về thần sơn, trở thành tiên nhân. Tác giả chứng kiến Bành Chỉ rời đi, cảm thấy vô cùng bi thương. Ánh mắt Bành Chỉ xuyên thấu sợi dây thường chôn cùng, giấc mộng của hắn cũng theo hắn rời đi mà tan vỡ. Tuy nhiên, tác giả tin rằng tinh thần của Bành Chỉ sẽ tồn tại mãi mãi và những câu chuyện của ông sẽ được lưu truyền. Tác giả dùng nước mắt để biểu đạt sự kính trọng và nỗi nhớ đối với Bành Chỉ, đồng thời cũng tự hỏi khi mặt trăng tròn đầy thì ai có lĩnh ngộ được ý nghĩa trong đó. Ngô Thư Niên không ngờ tiểu nha đầu này còn có thể tiếp lời, đã thế còn tiếp được câu trên, gương mặt có vài phần vui sướng. Đây là bài thơ ít được biết đến nhất của ông ấy. Thơ của ai vậy? Bùi Tiếu nhỏ giọng nói thầm. Yến Tam Hợp liếc Bùi Tiếu một cái. So với lưu thủ đan thanh chiếu hán thanh. So với hai câu danh ngôn. Linh đinh dương lý thán linh đinh. Bài này quả thực không ai hỏi đến. Sao đều là thơ của Văn Thiên Tương, hai câu này là từ bài. Quá đinh linh dương. Bài này mọi người lên thư viện thơ sẽ tìm thấy, nhưng bài trên đó thì không có thiệt, em tìm bản dịch chung cũng không thấy có luôn. Bà nó, thế mà lại là danh tướng tiền triều. Bùi Tiếu kinh hồn bạt vía nhìn Yến Tam Hợp, nhìn không ra bà đồng này còn thơ văn đầy bụng. Lúc này, Ngô Thư Niên vươn tay, kéo áo Chu Dã, ngẩng đầu gọi một tiếng. A Dã. Ánh mắt Chu Dã mềm nhũn. Người đâu, nấu nước pha trà, bưng 3 chiếc ghế lại cho Yến cô nương, Bùi công tử, Tạ công tử. Vâng. Ánh mắt Yến Tam Hợp như giếng sâu, có 2 tầng khiếp sợ. Tầng khiếp sợ thứ nhất là thái độ của Ngô Thư Niên đối với bọn họ. Tầng khiếp sợ thứ hai là mối quan hệ giữa Ngô Thư Niên và Chu Dã. Hai người nhìn như là chủ tớ, nhưng nhìn kỹ thì lại dường như không giống. 4 cái bàn vuông lần nữa được chuyển lên, trên bàn đặt một bình trà xanh, 4 chung trà, điều khác biệt là lúc này Chu Dã vốn ngồi ở phía bắc hướng 8, giờ phút này lại đứng ở phía sau Ngô Thư Niên. Tư thế đứng của hắn không giống tư thế đứng của thị vệ, mà đặt một tay sau lưng ghế thái sư. Động tác này giống như bảo vệ người Ngô Thư Niên vào trong lòng hắn. Bùi công tử. Ngô Thư Niên chậm rãi xoay cổ, ánh mắt rơi vào trên người Bùi Tiếu. Bách Dược Đường các ngươi có một vị thuốc gọi là hoàn hồn đan. Bùi Tiếu. Sao ngươi biết? Ngô Thư Niên. Không chỉ biết, còn uống nhiều năm, chỉ là hơi đắt một chút. Bà nó, hèn gì vừa vào nhà hắn đã ngửi thấy mùi hoàn hồn đan. Đắt cũng có cái lý của đắt. Bùi Tiếu theo thói quen lườm mắt. Trong hoàn hồn đan có hoàn hồn thảo, cỏ kia mọc trên vách núi Côn Lôn, xung quanh có rắn độc bảo vệ, chỉ việc hái cỏ thôi đã khó khăn lắm rồi, chớ nói chi là bên trong còn có nhân sâm trăm năm. Không đúng. Bùi Tiếu đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Thư Niên. Hoàn hồn đan, cái tên cũng như nghĩa, là cho người bệnh nặng ăn hoàn hồn. Người trước mắt này gầy đến mức chỉ còn lại có một nắm xương cốt, hai mắt lõm xuống, sắc mặt xám xịt. Rõ ràng đã có quang cảnh kiếp sau. Bùi Tiếu thầm nghĩ, hẳn là sống không được bao lâu nữa. Ngô Thư Niên thản nhiên. Nếu các ngươi tới muộn vài ngày, e là không gặp được ta rồi. Chủ thượng. Giọng Chu Dã không vui. A Dã cái gì cũng tốt, chỉ là không thích nghe ta nói những thứ này, chỉ có điểm này. Ngô Thư Niên cười rất nhạt. Là không tốt. Lời này của Ngô Thư Niên ngoại trừ Chu Dã thì không ai có thể tiếp. Thế nhưng Chu Dã tê lại trầm mặt, không rên một tiếng. Không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Ngô Thư Niên cúi đầu, tay nắm thành quyền đặt bên môi, khàn khàn ho một tiếng. Ánh mắt Chu Dã khẽ run rẩy, cúi người nhẹ giọng nói. Có lành không? Ngô Thư Niên. Ừ. Một tiếng. Chu Dã lập tức quay về phòng, lấy ra một tấm thảm mỏng đắp lên đầu gối Ngô Thư Niên. Ngô Thư Niên lại cười, đôi mắt mơ hồ có chút đắc ý. Yến Tam Hợp rời mắt đi, không ngờ đụng phải Tạ Chi Phi, người sau nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ý bảo nàng mau mở miệng nói chuyện đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cô hơi nắm chặt lòng bàn tay. Ngô Thư Niên, ý đồ của chúng ta ngươi biết rồi chứ? Biết. Ngô Thư Niên hơi nhắm mắt lại. Phụ thân ta thời niên thiếu có một thanh mai trúc mã, năm trước qua đời, quan tài không khép lại được, tâm ma là phụ thân ta. Yến Tam Hợp thấy hắn nói ung dung như thế thì kinh ngạc nói. Ngươi không sợ sao, ta năm nay 46 tuổi, sống đến tuổi này, đừng nói quan tài không khép lại được, cho dù là bà ngoại ngươi chết đi sống lại, ta cũng tin. Ngô Thư Niên khẽ thở dài. Chỉ tiếc, cha ta không thể chết đi sống lại được. Ngô Quan Nguyệt đã chết. Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu đồng thời nhìn Yến Tam Hợp, vậy phải làm sao bây giờ? Yến Tam Hợp ít nhiều đã dự đoán được vài phần, không chút hoang mang nói. Nếu tâm ma của lão phu nhân thật sự là phụ thân ngươi, ngươi có nguyện ý thay lão phu nhân hóa niệm giải ma không? Ngô Thư Niên. Ta có thể ư. Yến Tam Hợp gật đầu. Ngươi là con trai của hắn, là huyết mạch duy nhất, không phải ngươi thì còn ai khác nữa. Ta có thể hỏi thăm một chút hay không? Nếu như tâm ma của lão phu nhân hóa không được, quan tài vẫn không khép lại được, thì kết quả sẽ như thế nào? Ngô Thư Niên khẽ cười, nụ cười hệt như một lão hồ ly. Các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới, chuyện này hẳn là không nhỏ đâu nhỉ? Chương 145, câu chuyện. Nói, hay là không nói đây? Nói ra, Ngô Thư Niên này có thể đắn đo mà uy hiếp hay không? Nếu không nói thì có phải là không có thành ý hay không? Suy nghĩ một lát, Yến Tam Hợp thẳng thắn nói. Chuyện này quả thực không nhỏ, nếu tâm ma không giải được thì con cháu lão phu nhân sẽ gặp xui xẻo. Ngô Thư Niên như có điều suy nghĩ nhìn về phía Bùi Tiếu. Bùi công tử, nhà ngoài nhà ngươi có phải là quan hộ bộ thị lang hay không? Người ta đã ăn hoàn hồn đan rồi, chuyện của quý gia cũng không thể giấu được. Bùi Tiếu gật đầu. Cậu cả của ta từng làm quan tới hộ bộ thị lang. Đã từng. Ngô Thư Niên nhíu mày. Vậy bây giờ thì sao? Không gạt ngươi, hiện giờ đã là tù nhân rồi. Bùi Tiếu im lặng một chút, cảm thấy không thể để cho hắn rắc mũi mãi được, lại bồi thêm một câu. Ngô Thư Niên, đây đã là phần sự thật thứ ba chúng ta nói với ngươi, tất cả thành ý của chúng ta đều đưa ra rồi. Ngô Thư Niên không nói gì chỉ cúi đầu, nhưng vì hắn quá gầy, nên cổ của hắn có vẻ dài nhỏ, tựa như chỉ hơi gập lại thì có thể gãy vậy. Bùi Tiếu không biết người này rốt cuộc có tâm tư gì. Chân dưới khẽ chạm vào Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp nâng mí mắt nhìn Bùi Tiếu một cái, không có phản ứng gì. Lời đã nói đến nước này, ngay cả át chủ bài cũng cho người ta xem rồi, có dục nữa sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ hao hết tâm tư dẫn chúng ta mắc câu, hiển nhiên là có mưu đồ. Mưu đồ gì thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ nói ra. Quả nhiên, chỉ giây lát sau, Ngô Thư Niên ngẩng đầu nhìn Chu Dã. Khẩu khí mang theo một chút hỏi thăm. Yến cô nương và Bùi công tử đã nói thật với chúng ta ba điều, vậy a Giá, chúng ta cũng trả bọn họ ba phần, ngươi thấy thế nào? Lời này vừa dứt, tim ba người trên bàn đập như sấm. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Chu Dã rũ mắt, im lặng một lúc lâu sau rồi nói. Đây là sự thật đầu tiên, ta nói cho Bùi công tử. Nhịp tim Bùi Tiếu vốn như sấm, sau khi nghe một câu như vậy, thì hơi ngừng lại. Ta là người Hoa, nhưng người Ngô gia là chủ tử của ta. Nương ta ơi! Đúng là sự thật to tát. Ba người cả kinh đồng thời hít sâu một hơi. Nước Hoa Quốc, quan Hoa Quốc, lại nhận quân chủ Lưu Vong là chủ, chuyện này. Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu hai mặt nhìn nhau. Lăn lộn trong quan trường có thể tham, có thể sắc, có thể không làm việc đàng hoàng, không có chí tiến thủ, cho dù ức hiếp bách tính. Coi mạng người như cỏ rác cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng thân ở Tào Doanh tâm ở Hán. Đó chính là tội phản quốc đại nghịch bất đạo. Bùi Tiếu trong lòng cực kỳ muốn hỏi một câu. Ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì sao? Nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể hỏi. Phần sự thật đầu tiên này của ngươi, ta nhận. Phần sự thật thứ hai là cho Tạ công tử. Chu Dã nhìn hắn. Chuyện trạm dịch, là ta tạm thời nảy lòng tham. Tạ Chi Phi nhíu mày. Không phải đã sớm có dự mưu sao? Lúc đó không có dự tính trước, chỉ là thuận tay dắt dê thôi. Giọng nói của Chu Dã cực kỳ khô khốc. Ta thực ra từng gặp Bùi công tử và Tạ công tử 2 năm trước rồi. Trong lòng Tạ Chi Phi run lên. 2 năm trước anh đã biết chúng ta. Làm sao biết được, ta biết. Đầu óc Bùi Tiếu lúc này cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn hẳn là lúc tới Bách Dược Đường chúng ta mua hoàn hồn đan thì biết. Quả thật như thế, hàng năm khi ta vào kinh báo cáo công tác, đều đến Bách Dược Đường. Cũng chính vì vậy, ta biết hai vị đều là người có tiền. Mới quyết định thuận tay dắt dê. Tạ Chi Phi hỏi. Là bởi vì thiếu tiền sao? Ánh mắt Chu Dã buông xuống, hơi dừng lại trên gò má Mộ Thư Niên. Coi là như thế đi. Hắn lúc nào cũng muốn mang lại cho ta những điều tốt nhất, khiến cho trong nhà chẳng còn gì. Giọng điệu Mộ Thư Niên không có chút trách cứ, lại còn ôn hòa, trầm ổn. Hắn tháo trên ngón tay xuống một chiếc nhẫn ngọc. Chiếc nhẫn này dư sức gán lại 800 lượng kia, Tạ công tử xin nhận lấy cho. Ta mà thèm lấy đồ của người họ Ngô các người à? Tạ Chi Phi cố gắng khống chế giọng nói của mình. Chu đại nhân nói đúng, Tạ tam gia ta không thiếu 800 lượng. Mộ Thư Niên cười cười, không đeo nhẫn lên lại mà tiện tay đặt lên bàn. Chu Dã lạnh lùng nhìn Tạ Chi Phi một cái, ánh mắt xoay chuyển. Yến cô nương, chờ đã. Yến Tam Hợp ngắt lời hắn. Trước khi ngươi đưa ra sự thật thứ ba, ta có 2 vấn đề muốn hỏi. Chu Dã, ngươi nói đi. Yến Tam Hợp, chuyến này, ngươi đi kinh thành làm gì? Hay là báo cáo công tác? Chu Dã, đặc biệt đi mua thuốc. Yến Tam Hợp, chuyện ở dịch trạm là tạm thời nảy lòng tham, vậy từ lúc ở tiệm trà lạnh ngươi mới có dự mưu sao? Chu Dã, vâng. Yến Tam Hợp, dự mưu cái gì? Chu Dã lạnh lùng cười. Yến cô nương nóng vội quá, đây chính là sự thật thứ ba chúng ta muốn trả lại cho các ngươi. Yến Tam Hợp, chỉ là trước khi đưa ra phần sự thật thứ ba, phiền các ngươi nghe chuyện xưa đã. Chu Dã cúi người, thì thầm bên tai Mộ Thư Niên. Ngươi nói, hay ta nói? Mộ Thư Niên im lặng một lát. Hiếm khi gặp được mấy người trẻ tuổi, không biết tại sao lại có ham muốn nói chuyện. Chu Dã gật đầu, đưa tay cầm chung trà trước mặt đưa tới bên miệng hắn. Vậy nhuận cổ họng trước đã. Mộ Thư Niên cầm lấy tay hắn, uống vài ngụm, sau đó áy náy nói. Chuyện xưa có hơi dài, cũng không biết các ngươi có kiên nhẫn nghe hay không. Có. Dù có dài bao nhiêu thì chúng ta muốn nghe, hơn nữa cầu còn không được. Giọng Yến Tam Hợp rất kiên định. Mộ Thư Niên muốn kể chuyện xưa, không phải là chuyện lên lên xuống xuống của người bình thường, mà là ông Bô dám khởi binh tạo phản, dám cùng Hoa Quốc đối kháng, dám tiêu diệt cả nhà Trịnh gia, chính là một đoạn truyền kỳ khó lường. Câu chuyện này phải bắt đầu từ ông nội ta. Mộ Thư Niên nhếch môi cười. Các người hỏi thăm Ngô gia, hẳn là biết họ Ngô thị vốn là hoàng tộc tiền triều, bởi vì Lý thị mưu phản nên mới bị đuổi xuống đài. Lý thị hạ thủ lưu tình, để cho một chi tầm thường nhất của Ngô gia sống sót. Một đoạn lịch sử bao la hùng vĩ, lại bị hắn nói ra một cách hời hợt như thế. Yến Tam Hợp nhịn không được lại đánh giá Mộ Thư Niên một lần nữa. Người từ trên cao ngã xuống, có 2 khả năng, một loại là tham lam vinh hoa phú quý, một lòng muốn trở lại quá khứ, một loại là lánh đời ẩn cư, làm một thế nhân nhàn tản. Ánh mắt Mộ Thư Niên sâu kín nhìn về phía xa. Ngô gia này xưa nay nhát gan sợ phiền phức, bèn ẩn cư ở phố cổ bên bờ sông Bắc Thương, rời xa phân tranh, an phận sống qua ngày. Sống thì đã sống sót, nhưng không lúc nào là không nằm trong sự giám sát của Lý gia. Thiên địa mặc dù rộng lớn, nơi nào có thể tránh được họ Lý, gần 100 năm qua, người Ngô gia từng thế hệ đều sống trong run sợ. Lòng người vốn luôn như thế. Yến Tam Hợp thầm thở dài, đổi lại là ai ngồi lên vương vị kia, cũng sẽ không mặc kệ tộc Ngô thị được. Tổ phụ từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tính cách hướng nội lại im lặng ít nói, chỉ cắm đầu vào trong sách, 2 tai từ chối nghe việc của người khác. Chương 146, câu chuyện 2. Năm tổ phụ 12 tuổi, vương thất Đại Tề lại một lần nữa phát sinh cung biến, Trần Thị thay thế Lý thị, ngồi lên vương vị, xem như thay đổi triều đại, thay đổi đời. Nói tới đây, Mộ Thư Niên chợt khịt mũi khinh thường một tiếng. Phong thủy luân chuyển, vương vị luân phiên ngồi, cuối cùng cũng đến phiên Lý thị tộc nếm thử tư vị Ngô gia từng gặp phải rồi. Yến Tam Hợp thản nhiên nói. Trần Thị làm vương, tình trạng Ngô gia chắc chắn sẽ được cải thiện. Mộ Thư Niên từ chối cho ý kiến nhíu mày. Lời này của cô nương, nguyên do là ở chỗ nào? Trần Thị lật đổ Lý thị ngồi lên ngôi vị hoàng đế, điều Lý thị thích tất là thứ Trần Thị chán ghét, thứ Lý thị chán ghét tất là thứ Trần Thị thích, nếu không thì làm sao gọi là thay đổi triều đại. Mộ Thư Niên nhìn Yến Tam Hợp thật sâu. Cô nương từng đọc sách ư? Yến Tam Hợp. Đi theo tổ phụ biết mấy chữ. Thật là thông suốt. Mộ Thư Niên tán thưởng một tiếng, lại nói. Năm tổ phụ 20 tuổi, bởi vì tài hoa xuất chúng nên được triệu vào kinh giảng dạy cho con cháu thế gia. Đây là lần thứ hai Ngô gia bước vào kinh thành sau 100 năm yên lặng ở phố cổ. Lời này nói xong, đến cả Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu cũng thấy kinh hãi. 20 tuổi đã vào kinh làm sư, cả nhà họ Ngô quả nhiên không có ai tầm thường cả. Cũng chính là lần vào kinh này, tổ phụ ta được trưởng công chúa chọn chúng, phụng mệnh làm phò mã. Mộ Thư Niên quay đầu, nhìn về phía Yến Tam Hợp. Cô nương thử đoán xem, tổ phụ ta có chịu hay không? Cái này còn phải đoán sao, ngươi đều nói phụng mệnh rồi. Yến Tam Hợp nghĩ cách dùng từ. Người đọc sách có vài phần kiêu ngạo, ta nghĩ hắn không muốn. Mộ Thư Niên dường như cảm thấy rất hài lòng với câu nói này, nhịn không được mà nở nụ cười. Tổ phụ ta là không muốn, nhưng vì tộc Ngô Thị nên không thể không chịu, cứ như vậy, 2 năm sau phụ thân ta được sinh ra. Ở đây, không thể không nhắc tới tổ mẫu của ta, tổ mẫu trưởng công chúa của ta là một nữ tử rất đẹp, diện mạo của phụ thân ta đại bộ phận di truyền từ bà. Bà nữ cải nam trang vào học đường, nghe xong một tiết học của tổ phụ, lập tức thỉnh hôn với vương thất. Mà Trần Vương Thất vì muốn vương vị của mình càng thêm danh chính ngôn thuận, cũng cần thân phận tổ phụ hoàng tộc tiền triều để trang điểm mặt tiền một chút. Nữ cao nam thấp, hôn sự này e là không tốt. Bùi Tiếu chen vào. Mộ Thư Niên cười nói. Bùi công tử đã thành thân chưa? Bùi Tiếu len lén liếc Yến Tam Hợp một cái, thầm nghĩ, có người thích rồi, nhưng không biết bà Đồng Yến có chịu hay không. Chưa thành thân, hôn sự có thành hay không, không phải ở chỗ ai cao ai thấp. Mộ Thư Niên nói, người như tổ phụ ta, khiêm tốn viết ở trên mặt, sự kiêu ngạo giấu ở trong xương, mà người như tổ mẫu ta, kiêu ngạo bày ở trên mặt, tự ti chôn ở trong xương. Tự ti. Yến Tam Hợp nhíu mày. Vì sao? Mộ Thư Niên. Bởi vì bà ấy không biết chữ. Yến Tam Hợp kinh ngạc. Đường là công chúa lại không biết chữ sao? Trần gia xuất thân võ tướng, lúc chưa ngồi lên vương vị, nữ tử trong tộc đều không biết chữ. Tổ mẫu về sau là do tổ phụ tận tay dạy vài năm, mới biết được hết chữ. Mộ Thư Niên nói tới đây, mới cúi đầu thở dài nói. Nghe vậy, hai người cũng coi như tình cảm sắt son được vài năm rồi. Yến Tam Hợp hỏi. Là nguyên nhân gì, khiến hai người này sinh hiềm khích? Tổ mẫu ta muốn tổ phụ vào triều làm quan, chí của tổ phụ ta không ở đó, vì thế mới sinh ra mâu thuẫn, ngày tháng càng dài, cả hai đều chán ghét. Mộ Thư Niên cười như tự giễu. Nhưng cũng chính vì vậy, cha ta mới theo tổ phụ về phố cổ sống vài năm, rồi quen biết quý lão phu nhân trong lời các người đấy. Nói đến đây, đã là đến thời điểm mấu chốt. Bùi Tiếu vội vàng. Phụ thân ngươi có nói với ngươi về bà không? Bọn họ có phải là thanh mai trúc mã hay không? Có phải là yêu thương lẫn nhau không? Bùi công tử à, cơm phải ăn từng miếng, chuyện xưa phải nghe từng đoạn. Mộ Thư Niên không vội không chậm. Về chuyện quý lão phu nhân, sau này ta sẽ nhắc tới. Nhưng không phải bây giờ. Nhưng tiểu gia đây vội. Bùi Tiếu cố gắng khống chế cảm xúc. Ngô Thư Niên. Yến Tam Hợp lại nghi hoặc. Vì sao trưởng công chúa lại chịu đưa con trai về phố cổ ở? Ngô Thư Niên hơi biến sắc. Hắn phát hiện thiếu nữ trước mắt thông minh hơn nhiều so với hắn nghĩ. Lúc nào cũng có thể nghe ra được thâm ý ẩn giấu trong lời nói của hắn. Đúng vậy. Ngô Thư Niên thừa nhận. Dùng lời của phụ thân ta nói. Từ nhỏ người là từ phụ nghiêm mẫu. Thân phận quý giá nên xứng với giáo dưỡng quý giá, vì thể trưởng công chúa có yêu cầu rất nghiêm khắc với ông. Mà tổ phụ thì hoàn toàn ngược lại, ông dạy phụ thân đọc sách, biết chữ, dẫn hắn cưỡi ngựa dạo chơi, du sơn ngoạn thủy, cương chiều hết mực. Nhưng trưởng công chúa cũng không phải là người không có tầm nhìn xa trông rộng, hoàn toàn ngược lại, tầm nhìn của bà lớn hơn nữ tử bình thường, cách nhìn cũng sâu xa hơn. Bà biết trong lòng phu thê đã sinh ra chán ghét, bèn để cho trượng phu rời đi. Bà nhìn thấy con cháu Trần gia ai nấy đều mê đắm thanh sắc, kiêu ngạo xa xỉ, bèn đồng ý cho con trai cùng rời đi. Điểm này phụ thân ta từng chính miệng nói với ta, việc duy nhất trưởng công chúa làm đúng, đó là cho phép tổ phụ đưa hắn về phố cổ. Điều làm đúng duy nhất, nói cách khác trưởng công chúa cả đời này làm sai rất nhiều chuyện. Yến Tam Hợp thầm nghĩ, xem ra cuộc đời Ngô Quan Nguyệt còn phức tạp hơn rất nhiều so với nàng nghĩ. Vì sao phụ thân ngươi nói? Trưởng công chúa thả hắn về phố cổ là đúng. Yến Tam Hợp hỏi hết sức uyển chuyển. Mấy năm nay ở phố cổ, hắn đã trải qua những gì? Mộ Thư Niên chậm rãi nhấp một ngụm trà, cười với Yến Tam. Có thể nói như vậy, tất cả hành động của phụ thân ta, bao gồm cả việc khởi binh tạo phản, đối kháng với Hoa Quốc các ngươi, đều bắt đầu từ con phố cổ này. Yến Tam Hợp cả kinh, ánh mắt theo bản năng nhìn Tạ Chi Phi, lại không ngờ Tạ Chi Phi cúi thấp đầu, hai hàng lông mày kiếm hơi nhíu lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sao không tập trung vậy? Yến cô nương, vâng. Yến Tam Hợp nhìn Ngô Thư Niên. Yến cô nương có hiểu biết gì về nước Chư Hầu không? Có. Cảm ơn cái tên phong lưu không tập trung ngồi đối diện kia, để cô bây giờ có chuyện để nói. Cái gọi là nước Chư Hầu, là tất cả đều phải phụ thuộc vào cường quốc, có can thiệp vào công việc nội bộ hay không ta không biết, nhưng ai làm hoàng đế thì chắc chắn là ý của các cường quốc. Xem ra Yến cô nương chỉ hiểu rõ vẻ bề ngoài. Ngô Thư Niên lạnh lùng cười. Đây là nụ cười lạnh lẽo đầu tiên hắn thể hiện ra từ khi lộ diện tới nay. Nói như vậy nhé, ngoại trừ hàng năm phải chiều cống số lượng lớn, hoàng đế do ai làm, thì những cô nương xinh đẹp lớn lên ở Đại Tề, hàng năm đều phải kính dâng cho các quan viên Hoa Quốc. Tiếp theo, Đại Tề làm ăn với Hoa Quốc, thứ đáng 10 lượng bạc ở Đại Tề, bán đến Hoa Quốc chỉ có giá trị 5 lượng. Thứ ba, trước khi phụ thân ta chống lại hoàng đế Hoa Quốc các ngươi, thì người nước Đại Tề nhìn thấy người Hoa Quốc, đều phải quỳ xuống đất hành lễ. Người Đại Tề giết người Hoa, phải lấy mạng đền mạng. Mà người Hoa giết người Tề chúng ta, chỉ cần đưa bạc cho quan phủ là có thể bình an vô sự. Yến Tam nhắm mắt im lặng. Ý ngươi là, không công bằng. Ngô Thư Niên không đáp mà hỏi ngược lại. Cô nương cảm thấy thế nào? Chương 147, câu chuyện 3. Trên đời này chưa từng có hai chữ công bằng. Đã lâu không mở miệng, nên giọng Tạ Chi Phi vô cùng trầm thấp, ánh mắt lại càng lạnh lùng. Lúc Đại Tề các ngươi bị nước khác khi dễ, là Hoa Quốc chúng ta thay các ngươi xuất binh đánh giặc, đuổi giặc đi, chết trận chính là tướng sĩ Hoa Quốc chúng ta, tiêu hao chính là quốc khố Hoa Quốc chúng ta. Được rồi, Tam gia tốt của ta, ngươi con bà nó không thể nói ít một câu không? Lúc này, hắn nói dám thơm thì ngươi cũng gật đầu cho ông. Bùi Tiếu vội vàng đá chân Tạ Chi Phi một cái. Nào biết Tạ Chi Phi căn bản không để ý tới, lại lạnh lùng nói. Làm người, sống lưng mình không cứng nổi, vậy thì đừng trách người khác khi dễ ngươi. Đối với quốc gia, cũng là đạo lý như thế. Tạ Ngũ Thập, ông đây quỳ xuống cho ngươi nhé. Bùi Tiếu vội vàng cười nói với Ngô Thư Niên. Ngươi đừng để ý tới hắn từ nhỏ. Nói hay lắm. Ngô Thư Niên kêu lớn một tiếng, khuôn mặt xanh xám bởi vì kích động mà ửng hồng. Lời này phụ thân ta cũng từng nói với ta, giống hệt vậy. Lúc này, đến phiên Tạ Chi Phi cả kinh. Phủ công chúa tường cao xung quanh, ra vào đều có thị vệ đi theo, nhìn thấy đều là điều tốt, nghe được đều là lời nịnh nọt, dùng lời của phụ thân mà nói là một nơi phồn hoa như gấm. Ngô Thư Niên. Nhưng ở phố cổ bên bờ sông Bắc Thương, thứ cha ta nhìn thấy là một mặt khác của cuộc sống này. Nơi đó, có đứa trẻ đói đến mức dành ăn với chó, gặm cả vỏ cây để ăn. Có người già bệnh, bị người nhà ghét bỏ, chỉ có thể tự mình bò vào trong núi sâu chờ chết. Có nữ tử đứng ở bên đường đón khách, trên người sắp thối ra rồi vẫn muốn dùng thân thể đổi chút bạc, kiếm chút cơm cho con cái trong nhà. Có hán tử 30 tuổi quỳ xuống đất dập đầu, cầu quan lão gia các buông tha cho con gái xinh đẹp của mình. Ma người có hàng ngàn hàng vạn loại, có oan hồn không tiêu tan, có nghiệp bệnh quấn thân. Nhưng không có loại nào có thể sánh được với cuộc sống chân thật, tàn khốc như vậy. Phụ thân ta từng nói với ta, người làm quan không cần đọc nhiều sách thánh hiền cho má, chỉ cần một con phố cổ, một con sông Bắc Thương, là có thể cho bọn họ biết nên làm chức quan này thế nào rồi. Người làm vua dù là Ngô gia, Lý gia, hay là Trần gia, chỉ cần còn có sự tồn tại phố cổ, của sông Bắc Thương thì sẽ không thể lâu dài được. Mấy câu này, Bùi Tiếu lại dùng chân đá Tạ Chi Phi, huynh đệ, nhìn không ra Ngô Quan Nguyệt còn là người có tầm nhìn như thế. Tạ Chi Phi thản nhiên liếc hắn một cái, cười gần đáp lại. Cha con hai người ở phố cổ nhiều năm, hàng năm trưởng công chúa đều phái người tới đón một lần, hàng năm đều bị từ chối. Năm phụ thân 18 tuổi, trưởng công chúa hạ tối hậu thư, mệnh lệnh cha con hai người lập tức hồi kinh. Chờ đã, Quý lão phu nhân và Ngô Quan Nguyệt hơn kém nhau 2 tuổi. Quý lão phu nhân 16 tuổi rời khỏi huyện Đông Hưng, nếu như Ngô Quan Nguyệt 18 tuổi rời khỏi phố cố, vậy thì gần như là một trước một sau. Yến Tam Hợp ở trong lòng âm thầm ghi lại. Phụ thân thấy tổ phụ không muốn hồi kinh, bèn viết thư thương lượng với trưởng công chúa, cuối cùng hắn lấy cái giá vào triều làm quan, đổi lấy tự do tổ phụ tiếp tục sống ở phố cổ. Ngô Thư Niên nói tới đây, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng hơi thở lại hơi gấp gáp. Phụ thân ta đọc thuộc sử sách, Bát Cổ Thông Kim, trên người chảy huyết mạch của hai đời hoàng thất, vừa không thiếu dã tâm, lại có thủ đoạn, hơn nữa trưởng công chúa những năm này khổ tâm kinh doanh nhân mạch, rất nhanh ông đã bộc lộ tài năng ở trên triều đình. Mấy năm đó là mấy năm mẫu từ tử hiếu, phụ thân ta còn theo ý trưởng công chúa, cưới mẫu thân ta. Chờ đã. Bùi Tiếu nhịn không được muốn lên tiếng cắt đứt. Không có chuyện của lão phu nhân nhà ta sao? Bùi công tử, ta đã nói rồi, chuyện của lão phu nhân sau này sẽ nói. Ngô Thư Niên nhìn thẳng hắn. Tiền căn hậu quả nói rõ ràng, ngươi mới hiểu vì sao hai người bọn họ có duyên nhưng không có phận. Bùi Tiếu nghẹn họng, cuối cùng vẫn thành thật im miệng. Mẫu thân ta. Ngô Thư Niên yên lặng trong chớp mắt, ánh mắt tối sầm lại. Thật ra rất đáng thương, bà là người mà trưởng công chúa tự mình chọn chúng, có tri thức lễ độ, dịu dàng nhã nhặn lịch sự, dáng vẻ cũng xinh đẹp, nhưng lại chưa từng có được trái tim phụ thân ta. Mỗi buổi tối bà đều đứng ở cửa viện, ánh mắt trông mong nhìn con đường lát đá xanh, chờ phụ thân từ đầu kia đi tới. So với mẫu thân ta, thì là mấy vị di nương còn đáng thương hơn, các bà sau khi chung phòng với phụ thân ta đều sẽ có người đưa tới một chén canh tránh thai. Tại sao vậy? Không phải nên có nhiều con nhiều cháu mới nhiều phúc khí sao? Yến Tam Hợp khó hiểu. Là phụ thân ngươi cảm thấy, các nàng không xứng mang thai con nối dõi của hắn sao? Suy nghĩ của Yến cô nương cũng giống như suy nghĩ của ta vậy, mãi đến sau này, khi ta có thể nói chuyện với phụ thân như những người trưởng thành, ông mới nói cho ta biết nguyên do. Ông nói, Ngô Thư Niên bình tĩnh nói từng chữ. Đời này của ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, ta để con tới thế gian này đã là sự ích kỷ rồi, tội gì phải thêm vài oan hồn nữa chứ. Hắn ta nghĩ như vậy ư? Ngón tay Yến Tam Hợp không tự chủ nắm chặt lại. Ngô Quan Nguyệt đi ra từ phố cổ, là Ngô Quan Nguyệt thay ra đổi thịt. Hắn hồi kinh cùng trưởng công chúa, vào triều làm quan, cưới thê sinh con, từng bước trèo lên chức quan cao nhất. Trong lòng hắn có một mục đích dù là kẻ nào cũng không thể lay động. Ngô Thư Niên nhìn thấy sự khiếp sợ trên mặt ba người, trong lòng có sự tự hào và vui sướng không thể nói với người khác. Đó là cha hắn, người duy nhất hắn sùng bái và ngưỡng mộ trong cuộc đời này. Dần dần, quyền lực của phụ thân ta càng ngày càng lớn, nhất là sau khi vị vua già của Trần Thị qua đời, Tân Vương mới 12 tuổi, cực kỳ lệ thuộc vào phụ thân ta. Nói đến đây, ta không thể không nói một chút về Trần Thị. Ngô Thư Niên hít một hơi thật sâu. Không biết có phải là ma chú trên mảnh đất Đại Tề này hay không, mỗi một người cực khổ leo lên địa vị cao, sau khi bình định thiên hạ thì bắt đầu sống không kiêng nể gì. Cẩm y ngọc thực không đủ, hồ rượu rừng thịt không đủ, tam thê tứ thiếp không đủ, tộc Ngô Thị chúng ta như thế, tộc Lý Thị như thế, tộc Trần Thị còn trầm trọng hơn. Bọn họ tranh quyền đoạt lợi, xa xỉ kiêu căng, ngay cả tổ mẫu ta, một công chúa gả đi, cũng muốn nắm quyền lực trong tay mình. Lúc này, một tiếng cười gằn từ phía cửa phát ra. Đây không phải ma chú, đây là tâm ma của con người, tâm ma này còn có một cái tên, là dục vọng. Mọi người trong viện đều kinh hãi. Nhất là Ngô Thư Niên, căn bản không thể tin được lời này là từ miệng một nha hoàn nói ra. Yến Tam Hợp nhìn Lý Bất Ngôn một cái. Lời châu bò như vậy, nàng không thể nói ra được, chắc chắn là vị mẫu thân châu bò của nàng nói ra. Cô nương nói rất đúng, chính là dục vọng quyền lực, mà dục vọng lại như khe rãnh, mãi mãi không đủ lấp đầy. Sau khi phụ thân ta bước lên vị trí tối cao, trên triều đình dứt khoát tiến hành cải cách, mỗi một đao đều chém về phía tộc Trần Thị. Điều này tạo thành sự đối lập giữa ông và Trần Thị, gần như đến mức như nước với lửa, tộc Trần Thị hận ông thấu xương, mấy lần phái người ám sát phụ thân ta. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 148, câu chuyện 4. Sắc mặt Ngô Thư Niên dần dần trở nên âm trầm. Ám sát không được, bọn họ lại nhắm lên người ta và tổ phụ ta, mệnh lệnh giết tổ phụ, thực ra là trưởng công chúa tự mình đưa ra. Thê giết phu. Bùi Tiếu cả kinh thanh âm cao lên 3 độ. Ngô Thư Niên nhìn Bùi Tiếu một cái. Trước khi động thủ, trưởng công chúa từng viết cho tổ phụ ta một phong thư, bảo hắn khuyên nhủ con trai. Tổ phụ ta hồi âm nói, lúc trước là ngươi để cho hắn vào triều làm quan, ai tạo nghiệp thì tự chịu. Trưởng công chúa xem thư xong, chẳng thèm chớp mắt một cái đã nói với thủ hạ giết. Cho dù đã qua rất nhiều năm trôi qua rồi, nhưng khi Ngô Thư Niên nói tới đây, vẫn bi thương như trước. Thực ra ân ân oán oán giữa bọn họ ta không rõ lắm, phụ thân cũng rất ít khi nói với ta. Chỉ là lúc đêm khuya yên tĩnh, ta cứ nghĩ vì sao tổ phụ ta thả rằng một mình sống ở phố cổ cũ nát, cũng không muốn trở về phủ trưởng công chúa tráng lệ kia. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, là thứ gì khiến cho tổ mẫu ta không chút do dự nói ra cái từ, giết kia, là vì Trần ra phía sau bà sao? Yến Tam Hợp quay đầu nhìn Mộ Thư Niên, chỉ thấy trước mắt hắn lạnh như băng, ngực phập phồng, cố gắng đè nén sự thống khổ. Đúng lúc này, bàn tay lớn của Chu Dã rơi vào cổ Mộ Thư Niên, rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng xoa bóp, im lặng an ủi. Dần dần, tâm trạng Mộ Thư Niên bình phục lại, chậm rãi nói. Tổ phụ chết, là cọng rơm cuối cùng áp đảo phụ thân ta. Ông lấy lý do dưỡng bệnh, giam lòng trưởng công chúa trong phủ. Sau khi chủ tính mấy năm thì trận giết chóc nhằm vào Trần gia lặng lẽ tiến đến. Ngô Quan Nguyệt, phụ thân ta, gần như giết sạch người của tộc Trần Thị, ngồi lên vương vị Đại Tề Quốc. Một trận giết chóc ngập trời, lại được kể qua lời nói ung dung của Mộ Thư Niên. Ba người trên bàn chỉ cảm thấy lòng bàn chân lạnh lên, tóc gáy cả người đều dựng đứng. Vài tháng sau khi cha ta lên ngôi, ông ấy đưa ta trở lại phố cổ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta quay lại phố cổ. Ánh mắt Mộ Thư Niên nghiêng về phía Bùi Tiếu. Hai chúng ta đứng bên bờ sông Bắc Thương, cha kể lại chuyện thời thơ ấu của ông cho ta. Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi. Bùi Tiếu cảm xúc mênh mông, máu trong người đều dâng trào. Phụ thân ta nói, ở bên kia bờ sông Bắc Thương, có một tiểu cô nương tên là Tam Muội, còn có một con chó tên là Hắc Đản. Bùi công tử, khuê danh của bà ngoại ngươi là Tam Muội sao? Đúng rồi. Bùi Tiếu kích động liều mạng gật đầu. Phụ thân ngươi còn nói cái gì nữa? Ông nói xong câu này thì không nói gì nữa, chỉ là... Mộ Thư Niên thở dài nhắm mắt lại, dường như đang nhớ lại. Phải hình dung như thế nào đây? Ta chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt ông, lông mày giãn ra, khóe miệng nhếch lên, khóe mắt cong xuống, giống như cả người đều ngâm mình trong nước nóng, đến cả sợi tóc cũng mềm ra. Hình dung như vậy, khiến cho cảm giác khó chịu trong lòng Yến Tam Hợp trở nên mãnh liệt. Từ khi nàng nghe được cái tên Ngô Quan Nguyệt, thì người này đã gán với cái danh tàn sát người vô tội rồi. Cho dù trong lòng hắn lại ôm quốc gia thiên hạ, lại ôm bách tính thương sinh, hơn trăm người của Trần Thị và Trịnh Gia, cả trận chiến vì hắn mà khởi lên đều là những oan hồn dưới tay hắn. Còn người có tính cách lạnh lẽo như vậy, nếu để lộ ra dù một chút dịu dàng cũng là điều xa xỉ. Ta hỏi cha, có phải cha thích cô nương đó không? Cha im lặng thật lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Bùi Tiếu bởi vì nghe được một câu đó mà hai mắt tỏa sáng. Ta lại hỏi phụ thân, nếu thích thì vì sao không lấy về, cho dù không làm chính thê thì làm thiếp cũng tốt mà. Mộ Thư Niên nói tới đây, lại nhìn Bùi Tiếu một cái. Ta nói lời này, không phải có ý bôi nhọ bà ngoại ngươi. Phụ thân ta thê thiếp rất nhiều, nhưng lại chẳng có ai là tri kỷ, ta lúc ấy đã nghĩ, nếu cô nương tên Tam Muội kia có thể ở bên cạnh ông thì ít nhất ông sẽ không cô đơn như vậy. Phụ thân ngươi trả lời như thế nào? Bùi Tiếu nín thở ngưng thần. Cha ta lại im lặng, và khi ta nghĩ rằng ông sẽ không mở miệng, thì ông đột nhiên nói. Mộ Thư Niên dừng một chút, thả chậm tốc độ nói. Thứ nàng muốn là một gian nhà ngói, tiểu viện tứ phương, một gia đình nhỏ, nàng muốn ít qua, ta không cho nổi. Bùi Tiếu. Không phải không cho nổi, mà là trái tim hắn quá lớn. Yến Tam Hợp bình tĩnh nói. Chứa được tranh chấp triều đình, chứa bách tính thiên hạ. Tất nhiên là không chứa nổi một nữ tử. Mộ Thư Niên cười khổ. Yến cô nương sao lúc nào nói chúng tim đen như vậy? Ta chỉ tỉnh táo hơn rất nhiều người mà thôi. Yến Tam Hợp cũng liếc Bùi Tiếu một cái. Huống chi, hắn và Hồ Tam Muội một người cao, một người thấp, một người đọc sách vạn quyển, một người không biết chữ, coi như nếu đến với nhau thật thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngô Quan Nguyệt mới là người tỉnh táo nhất trên đời này. Hồ Tam Muội là một màu sắc trong cuộc sống cô đơn nơi phố cổ của hắn, là một tiếng thở dài sau khi hắn có được thiên hạ, là một đoạn hồi ức trong đêm khuya yên tĩnh của hắn. Duy chỉ không thể là người bên gối của hắn. Yến Tam Hợp. Bùi Tiếu nhìn nàng, ánh mắt lo lắng. Nói như vậy, tâm ma của bà ngoại ta, là hắn sao? Yến Tam Hợp suy nghĩ hồi lâu, gật gật đầu. Hẳn là vậy. Hai người quả thật là thanh mai trúc mã, lúc còn là hai đứa nhỏ vô tư. Quả thực là tình trạng ý thiếp, thầm sinh tình cảm. Cũng quả thật là mỗi người một nơi nhưng vẫn ôm mối tương tư. Mới đầu, nàng còn cảm thấy lão phu nhân không nên vì một đoạn nhi nữ tư tình năm xưa mà đem tai họa đến con cháu đời sau. Nhưng nghe xong chuyện xưa của Ngô Quan Nguyệt, lại nhìn thấy Mộ Thư Niên. Thì đại khái có thể hiểu được, bất kỳ nữ tử nào trên thế gian này cũng đều không thể nào quên đi một nam tử như Ngô Quan Nguyệt được. Vậy đốt hương đi. Khẩu khí Tạ Chi Phi hơi không kiên nhẫn. Yến Tam Hợp và Bùi Tiếu đều cả kinh. Sao lại đốt hương? Ngô Thư Niên còn chưa nói vì sao lại lôi bọn họ tới đây mà. Ngô Thư Niên nhìn về phía Tạ Chi Phi, mỉm cười. Chuyện xưa này chỉ kể được một nửa, Tạ Tam gia đã gấp như vậy rồi sao? Sau đó còn gì để nói nữa? Tạ Chi Phi khẽ nhướng mắt lên. Một là phụ thân ngươi khai chiến với triều ta, cuối cùng binh bại trở thành quân chủ lưu vong, một là các ngươi phái người tàn sát toàn bộ phủ Trịnh lão tướng quân, bị triều ta đuổi giết đến nay. Chu Dã cúi đầu, ánh mắt nhìn Tạ Chi Phi sắc lẹm như đao. Tạ Chi Phi coi như không nhìn thấy, cười gằn nói. Hai chuyện lớn này đối với ngươi mà nói, đều là quá khứ xấu xí, không nói thì hơn. Khụ khụ khụ. Ngô Thư Niên đột nhiên ho khan kịch liệt. Chu Dã biến sắc, một tay bưng chung trà lên, một tay vội xoa lưng cho Ngô Thư Niên. Có lẽ là uống vội quá, nên khóe miệng Ngô Thư Niên chảy ra chút nước trà. Hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ xấu xí chật vật của mình, vội lấy khăn ra lau vài cái, sau đó lại vội vàng khép khăn lại. Tay của hắn nhanh nhưng sao có thể nhanh hơn mắt người. Trên khăn kia có một vệt đỏ thẫm, là máu. Chương 149, câu chuyện 5. Trái tim Bùi Tiếu nảy lên một cái, nghiêng mặt nhìn Tạ Chi Phi thật sâu, họ Tạ, người có thể đừng kích thích hắn được không? Tạ Chi Phi cũng nhìn thấy ngụm máu kia, trong lòng hối hận vì sự kích động vừa rồi, hơi chột dạ nhìn Yến Tam Hợp, lại thấy Yến Tam Hợp đang đăm chiêu nhìn hắn. Tạ Chi Phi vội bưng chung trà lên để che giấu. Sau khi Ngô Thư Niên ngừng ho khan, tấm lưng vốn cao ngất lập tức còng xuống, sắc mặt vô cùng khó coi, căn bản không tìm được từ để hình dung. Bùi Tiếu ngâm trong lò thuốc thế gian hơn 20 năm, liếc mắt một cái đã nhìn ra người này đang che giấu cơn đau khó chịu nổi. Chỉ là hắn đang cố chịu đựng thôi. Ngươi, Bùi Tiếu nghĩ. Nếu như yên tâm thì phái người đi nha môn chi phủ một chuyến, ta có 2 viên hoàn hồn đan, có thể khiến cho ngươi thoải mái một chút. Không cần đâu. Tay Ngô Thư Niên đổ mồ hôi lạnh. Sống chết có số, phú quý do trời, Diêm Vương muốn ta canh 3 chết thì sẽ không đợi đến canh 5, nghe số mệnh đi. Bùi Tiếu. Vậy ngươi lựa cái quan trọng nói, cái không quan trọng thì bỏ qua đi. Yến Tam Hợp dương mắt nhìn Bùi Tiếu. Tiểu tử này quả nhiên là mặt lạnh miệng thối lòng mềm, bên trong cũng không xấu. Ngô Thư Niên uống một ngụm trà ấm mới rót, nhưng giọng nói vẫn khô khốc. Phụ thân ta không muốn đối đầu với Hoa Quốc các ngươi, ông đã sớm tính toán nên làm thế nào rồi, nhưng ông lại phạm một sai lầm chí mạng. Bùi Tiếu hỏi. Là gì? Ngô Thư Niên. Ngô Thị có huyết mạch có thể sống sót, là bởi vì tộc Lý Thị không đuổi cùng giết tận. Ta hiểu rồi. Bùi Tiếu bừng tỉnh đại ngộ. Có phải hắn cũng học Ngô Thị, để lại một chi Trần Thị không? Đúng rồi, hắn là thứ đệ của vua Trần Thị kia. Ngô Thư Niên khẽ gật đầu. Người này bởi vì là thứ xuất, cũng không tham dự tranh chấp triều đình, ngày xưa chẳng dám đứng đối diện với phụ thân ta, chỉ dám tránh đi từ xa, cho nên phụ thân ta mới để lại cho hắn một mạng, nào từng nghĩ đến. Yến Tam Hợp bình tĩnh mở miệng. Chỉ có thể nói, tâm của phụ thân ngươi còn chưa đủ cứng. Đúng. Ngô Thư Niên cắn đôi môi xám xịt, ánh mắt lộ ra cảm xúc nồng đậm. Lúc ấy vô số người khuyên phụ thân ta, không đuổi cùng giết tận thì chẳng khác nào thả hổ về núi, nhưng phụ thân ta vẫn khư khư cố chấp. Ta thật không rõ, ông chủ tính lâu như vậy, chuyện gì cũng không có sai sót, vì sao ông lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Bởi vì người đọc sách quá nhiều, ít nhiều cũng có chút khí khái của thư sinh. Ngô Thư Niên kinh ngạc, ngước mắt nhìn Yến Tam Hợp, chỉ thấy đôi mắt nàng trắng đen rõ ràng, không tránh không né. Lời này là tổ phụ ta nói. Ông còn nói, người sống có nguyên tắc thì không leo lên được địa vị cao, cho dù leo lên được thì cũng ngồi không vững. Cô lại nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh. Phụ thân ngươi không làm phu thê với Tam Muội, không cho thiếp thất sinh hạ con cái của hắn, không giết sạch tộc Trần Thị. Đây đều là nguyên tắc làm người của hắn. Hai mắt Ngô Thư Niên đang ảm đạm, đột nhiên có ánh sáng lóe lên. Bao nhiêu năm, hắn vẫn không rõ, vì sao phụ thân biết rõ giữ lại người nọ là tai họa nhưng vẫn để cho hắn sống. Nếu như không có người nọ, chỉ dựa vào lão già Tôn Bân kia thì căn bản không thể thành công. Chuyện lật trời rời đất có thể thuận lợi hoàn thành. Sẽ không kinh động đến Hoàng đế Hoa Quốc. Lại càng không có cuộc chiến lấy trứng trọi đá sau này. Thì ra, bước ngoặt cả đời của phụ thân bắt đầu từ phố cổ, nhưng vận mệnh cả đời của ông lại từ lúc vừa sinh ra, khi bị gán cho họ Ngô, ông trời cũng đã sắp xếp xong kết cục của ông rồi. Thiên mệnh à! Ngô Thư Niên bi thương hô to một tiếng, ngửa đầu cười ha ha. Đang cười thì nước mắt bỗng chảy ra, sau đó nước mắt không ngừng chảy từ khóe mắt ra, cùng lúc đó, những cảm xúc không cam lòng tra tấn hắn ngày đêm cũng theo đó tản đi. Nơi nào thương tâm nhất, Quan Sơn Kiến Tu Nguyệt. Nơi nào thương tâm nhất, Quan Sơn Kiến Tu Nguyệt. Nhận mệnh đi. Trong tiếng cười, Bùi Tiếu chừng mắt nhìn Yến Tam Hợp, sao ngươi cùng Tạ Ngũ Thập kích thích hắn rồi. Yến Tam Hợp chỉ coi như không thấy. Tiếng cười yếu dần, Ngô Thư Niên hít thở dồn dập vài cái, gọi. A Dã. Chu Dã ngồi xổm xuống. Mệt lắm à, Biểu cảm trên mặt Ngô Thư Niên chợt nhạt dần, chỉ để lại sự mệt mỏi nói không nên lời. Câu chuyện tiếp theo, ngươi nói đi. Được. Chu Dã đứng thẳng, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Ngô Thư Niên cho hắn dựa vào vai mình. Đầu vừa tựa Ngô Thư Niên đã chậm rãi nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Bùi Tiếu thấy ngực Ngô Thư Niên phập phồng càng lúc càng nhỏ, thật sợ rất hắn sẽ chết, chỉ hận không thể vươn ra thăm dò hơi thở của hắn. Nhưng hắn không dám. Chu Dã từ trên cao nhìn xuống ba người, giọng nói lạnh lẽo. Ta chỉ nói một chuyện, là thảm án diệt môn của Trịnh gia. Đây cũng là mục đích cuối cùng ta dẫn các ngươi tới đây. Điều này không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã giật mình, ba người trên bàn chỉ cảm thấy khó tin. Thảm án diệt môn của Trịnh gia còn có gì để nói ư? Còn cần dẫn bọn họ tới đây sao? Chẳng lẽ trong này còn có thị phi khúc chiết gì nữa sao? Lúc này, chỉ nghe Chu Dã nói năng khí phách. Mỗi một câu ta nói sau đây đều là thật, nếu có nửa chữ là giả, thì ruột thủng bụng thối, không được chết tử tế, sau khi chết bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, muôn đời không được siêu sinh. Ba người hai mặt nhìn nhau. Thể độc như vậy, Chu Dã là muốn làm cái gì? Năm Vĩnh Hòa thứ hai, chủ thượng phát động chính biến, huyết tẩy vương thất Trần Thị, lúc đó ta nhậm chức ở huyện Thượng Lâm Phủ Nam Ninh, năm đó 25 tuổi. Năm Vĩnh Hòa thứ ba, triều ta phát binh đánh Đại Tề, ta vẫn nhậm chức ở huyện Thượng Lâm, năm đó 26 tuổi. Năm Vĩnh Hòa thứ tư, cha con chủ thượng binh bại chạy trốn, là ta âm thầm tiếp ứng, đưa bọn họ đến huyện Thượng Lâm ẩn nấp, năm đó ta 27 tuổi. Mùa đông năm Vĩnh Hòa thứ tư, chủ thượng lặng lẽ qua đời trong đêm. Ngày hôm sau khi ta đẩy cửa vào, người đã ngã trên mặt đất, thân thể lạnh lẽo, sớm đã không còn hơi thở, 55 tuổi. Không nói một từ nào dư thừa. Mỗi một chữ đều như nện mạnh vào đầu ba người, nện đến mức da đầu bọn họ muốn nổ tung, hồn phi phách tán. Yến Tam Hợp quả thực không thể tin được, một người kiêu hùng chí khí cả đời như vậy, lại lặng lẽ chết trong đêm đông chí. Vì sao hắn chết? Giọng Yến Tam Hợp run rẩy. Chu Dã rũ mắt, ngăn chặn cảm xúc trong đáy mắt. Trận chiến đó, hao phí tất cả tâm lực của người, nếu muốn nói là vì sao thì hẳn là vì uất ức mà chết. Cách lúc hắn binh bại chạy trốn bao lâu? Sau 4 tháng, chỉ 4 tháng đã uất ức mà chết. Yến Tam Hợp lại không nói gì nữa. Năm Vĩnh Hòa thứ 6, ta được điều từ huyện Thượng Lâm đến Phủ Nam Ninh, làm chi phủ, chức chính cửu phẩm, rồi mua tòa nhà này, dàn xếp ổn thỏa cho người. Nói tới đây, Chu Dã nhìn qua Ngô Thư Niên. Mùng 10 tháng 7 năm Vĩnh Hòa thứ 8, thời tiết nóng bức lạ thường, trong nhà này có người qua đời. Ai? Ba người gần như trăm miệng một lời. Chương 150, câu chuyện 6. Chu Dã là tiểu chủ nhân của ta, tên là Ngô Bất Vi, vừa tròn 15 tuổi. Bùi Tiếu kinh ngạc nói. Hắn là con trai của Ngô Thư Niên. Tạ Chi Phi nhíu mày. Trong cuộc chiến đó người sống sót không phải là hai cha con, mà là ba ông cháu. Yến Tam Hợp. Hắn qua đời như thế nào? Ngô Bất Vi là cháu của chủ thượng ta, cũng là con trai của Thư Niên, ba đời đơn truyền, chỉ có một đứa con duy nhất, chết bị bệnh đậu mùa, chết ngay trong lòng ta. Ánh mắt Chu Dã lạnh đi. Câu cuối cùng hắn để lại cho ta là, Chu Thúc, Thúc nói với cha cháu là cháu không đau chút nào. Ngô Thư Niên, lúc đó ngươi ở đâu? Tạ Chi Phi đột nhiên hét to. Tiếng hét này của hắn thật sự quá lớn, làm Yến Tam Hợp và Bùi Tiếu hoảng sợ. Ta ở ngoài cửa, A Dã sợ ta bị lây bệnh, sống chết không cho ta đi vào. Chẳng biết lúc nào, Ngô Thư Niên đã mở mắt. Ta trả lời nó một câu, con trai ngoan, phụ thân xin lỗi con. Bởi vì ta không để Thư Niên tiễn đứa nhỏ đoạn đường cuối cùng, nên hắn muốn ở bên cạnh nó nhiều hơn nên đã ngừng linh 7 ngày. 7 ngày sau, chôn cất trên đỉnh núi Đại Minh, hợp táng với tổ phụ nó. Trên mặt Chu Dã không giấu được sự đau lòng. Trước mộ dựng một tấm bia không chữ, sau mộ trồng 2 cây tùng bách, bên cạnh còn có một tảng đá lớn, nếu các ngươi muốn đi thì sẽ tìm được rất dễ. Nghe đến đó, Bùi Tiếu trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ quái dị. Tại sao chúng ta phải đi? Chuyện này có liên quan gì đến việc giải tâm ma của bà ngoại nhà ta sao? Và những lời này của họ, đến ngày tháng năm cũng nói tỉ mỉ như vậy, rốt cuộc có dụng ý gì? Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn Yến Tam Hợp, lại thấy sắc mặt Yến Tam Hợp trắng bệch, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Mộ Thư Niên. Nàng ta làm sao vậy? Bùi Tiếu vội vàng quay đầu nhìn Tạ Chi Phi. Thì thấy Tạ Chi Phi đầu đầy mồ hôi, hai tay nắm chặt phát ra âm thanh khanh khách như gãy xương. Hắn cũng làm sao vậy? Trái tim Bùi Tiếu trong nháy mắt vọt lên cổ họng, đang muốn nói chuyện thì ai ngờ Tạ Chi Phi bỗng nhiên đứng dậy, túm lấy vạt áo Chu Dã. Đám người mặc áo đen thấy vậy, thì đồng loạt rút đao vây quanh. Mà ba người Lý Bất Ngôn vốn dựa vào vải nước nghe chuyện xưa, cũng cả kinh nhảy dựng lên, tự rút kiếm trong tay ra. Trong nháy mắt, không khí trong viện đột nhiên trở thành dương cung bạt kiếm. Bùi Tiếu sởn gai ốc, thấp giọng nói. Tạ Ngũ Thập, ngươi làm gì vậy? Tạ Chi Phi lúc này đến trong mắt cũng run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như con thú, không nói một chữ nào. Mà khuôn mặt tuấn tú vốn luôn cười híp mắt kia, không biết vì sao lại vặn vẹo biến hình, gân xanh trên trán giống như muốn tách khỏi da mà chui ra. Một Tạ Ngũ Thập như vậy, Bùi Tiếu sống 20 năm này chưa bao giờ nhìn thấy. Tạ Chi Phi. Yến Tam Hợp đứng lên theo, vô cùng lớn mật đưa tay lên tay nắm lấy vạt áo Chu Dã. Lòng bàn tay lạnh như băng khiến Tạ Chi Phi buông lỏng tay. Yến Tam Hợp lập tức dùng sức kéo. Tạ Chi Phi bị kéo ngã ngồi xuống ghế thái sư, khóe miệng giật giật, dường như muốn nói gì đó nhưng đáng tiếc là không nói được gì. Chu Dã. Yến Tam Hợp nhìn hắn, giọng nói lạnh lẽo hơn bất cứ lúc nào, tốc độ nói cũng chậm hơn bất cứ lúc nào. Ngươi vòng một vòng lớn như vậy, kể một câu chuyện như thế, là muốn nói cho ta biết, thảm án diệt môn của Trịnh gia kia, không phải do cha con Ngô Quan Nguyệt gây nên sao? Cái gì? Bùi Tiếu kinh hãi. Vụ án Trịnh gia xảy ra vào tiết Trung Nguyên năm Vĩnh Hòa thứ 8, cũng chính là ngày 15 tháng 7. Bởi vì giải tâm ma của Yến Hành mà Yến Tam Hợp đã khắc sâu ngày tháng này trong đầu. Ngô Quan Nguyệt đã chết 4 năm trước. Mùng 10 tháng 7, con trai của Ngô Thư Niên Ngô Bất Vi qua đời, ngừng linh 7 ngày, cũng chính là tháng 7/17 mới đưa tang. Nói cách khác, thảm án diệt môn Trịnh gia là có hung thủ khác, cha con Ngô Quan Nguyệt oan uổng. Oan uổng ư? Bùi Tiếu cười nhạo một tiếng. Đừng nói giỡn, điều này sao có thể? Chủ thượng ta đúng là oan uổng. A Cường lạnh mặt đi tới. Lúc ấy chúng ta đều ở ngoài cửa cùng chủ thượng, lúc tiểu chủ nhân ra đi ta còn khóc nữa. Ta cũng ở đây, ta thề với trời, ta cũng có thể thề với trời, thề độc. Đám người mặc áo đen liên tiếp lên tiếng. Bùi Tiếu chỉ cảm thấy trước mắt đất trời chợt biến sắc. Vụ án Trịnh phủ chấn động khắp thiên hạ, nếu cha con Ngô Quan Nguyệt thật sự oan uổng, vậy thì hung thủ thực sự của vụ án này là ai? Nếu cha con Ngô Quan Nguyệt không oan uổng, vậy mục đích bọn họ làm như vậy là gì? Hắn theo bản năng nhìn Yến Tam Hợp, thì thấy hai hàng mi đen dài của nàng hơi run rẩy, trên mặt cũng là dáng vẻ như bị sét đánh. Im lặng. Sự im lặng khiến người ta hít thở không thông. Thật lâu sau, Yến Tam Hợp hất cằm với Ngô Thư Niên. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi. Ngô Thư Niên nhìn cô, khẽ nở nụ cười. A Dã nói không sai, trong 6 người này, cô nương tuổi nhất là người sâu không lường được. Tiểu nha đầu, ngươi cứ hỏi. Yến Tam Hợp. Ngươi nói ngươi oan uổng, vậy ngoài những gì ngươi nói ra, còn có chứng cớ gì? Ngô Thư Niên. Không có. Yến Tam Hợp. Nếu không có, ta làm sao tin lời ngươi nói là thật? Ngô Thư Niên. Yến cô nương chưa từng nghe đến một câu này sao, người sắp chết thì không nói dối. Yến Tam Hợp lắc đầu. Không phải một câu người sắp chết không nói dối thì có thể cho qua được. Ta hóa niệm giải ma, phải nói đến nhân quả thì phi. Nói hay lắm. Tạ Chi Phi trầm mặt nói. Vụ án này ngoại trừ hình bộ, đại lý tự, đô sát viện tam ti hội tỉnh ra, còn có cẩm y về cùng điều tra. Tứ bộ liên thủ, làm sao có thể điều tra sai án. Lúc này, Chu Dã đột nhiên cười gần một tiếng. Ta cũng muốn biết, rõ ràng 4 bộ liên thủ, sao lại còn điều tra sai được. Tạ Chi Phi bị hắn kích thích, lại nổi giận. Chu Dã, ngươi đừng quên ngươi là quan của Hoa Quốc. Chu Dã nhấn vào giữa mi. Thật ngại quá, ta chỉ nhận Ngô gia là chủ tử. Tạ Chi Phi nghiến răng. Ngươi đây là phản quốc, là tử tội, phải chu di cửu tộc. Chu Dã hất cằm, cười khinh miệt. Ta chỉ có một mình, không có cửu tộc. Ngươi, ta làm sao? Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người đều lạnh như băng. A Dã, giọng Ngô Thư Niên run rẩy. Ngươi đỡ ta dậy. Ánh mắt Chu Dã lướt qua Tạ Chi Phi, khom lưng đỡ Ngô Thư Niên dậy. Ngô Thư Niên hơi lắc người, sau khi ổn định thân thể thì đẩy tay Chu Dã ra, từng bước di chuyển về phía trước. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước như là đi trên lưỡi dao. Cuối cùng hắn đi tới trước vại nước, đỡ lấy mép vại, quay đầu nhìn Tạ Chi Phi. Trong cái vại này có 6 con cá, biết tại sao lại là 6 con không, Tam gia? Tại sao? Trong lòng 6 người đều đang hỏi. Ngô Thư Niên hỡ hững nói. Nghĩa là ta đã từng đi kinh thành Hoa Quốc 6 lần. Một tiếng sấm rền đánh vào người Tạ Chi Phi. Người cầm y vệ đi khắp ngàn núi vạn sông tìm, lại ra vào ở ngay dưới mí mắt của bọn họ. Thế này, lá gan cũng lớn quá rồi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.